Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Mẹ Bé Thị Thảo. Đây là kênh dành cho những bạn, những mẹ nào muốn tìm hiểu các dòng sản phẩm dành cho mẹ và bé. Và trong video ngày hôm nay thì mình trả lời những cái thắc mắc của rất nhiều mẹ. IB cho kênh Mẹ Bé Thị Thảo hỏi rằng uống sữa Similac con có bị táo bón hay không? Và những cái nguyên nhân như thế nào làm con bị táo bón hay là cái giải pháp như thế nào? Thì kênh Mẹ Bé Thị Thảo cũng đã làm một video về cái nguyên nhân, giải pháp và những cái sản phẩm giúp cho bé không còn bị tình trạng táo bón nữa. Và ngày hôm nay thì mình chỉ đi sâu vào cái dòng sản phẩm Similac và cái như thế nào mà tại sao mẹ sử dụng nó lại bị táo bón. Thì đầu tiên đối với cái thông tin là Similac bị táo bón thì đã đến trên thị trường Việt Nam từ 2016 liền. Và cái công ty Abbott Hoa Kỳ đã nghiên cứu và đưa ra câu trả lời cho tất cả các mẹ là chắc chắn rằng sản phẩm Similac này, Abbott này của công ty Abbott Hoa Kỳ không gây tình trạng táo bón cho con. Và cái điều khẳng định thứ hai Abbott còn đưa đến, nó không chỉ không làm cho bé bị táo bón mà nó còn giúp bé có một hệ tiêu hóa tốt, khỏe mạnh, giúp cho bé phát triển hệ vi sinh đường ruột, hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giúp cho bé thông minh, phát triển trí não cũng như là giúp cho bé các thể trạng chiều cao thông minh của bé. Đây là cái dòng sản phẩm Similac HMO mình đang cầm trên tay. Thì cũng có đã video mình nói rất kỹ về dòng sản phẩm này rồi, các mẹ có thể xem lại video của mình. Ngày hôm nay thì mình chỉ lướt qua thôi và mình sẽ nói tới những nguyên nhân vì sao mà mình khẳng định Similac không làm cho bé bị táo bón nhưng bé nhà bạn sử dụng vẫn bị táo bón, thì nguyên nhân ở đâu và để tìm ra được nguyên nhân đấy thì các bạn sẽ đi đến giải pháp của nó. Thì để tìm ra được nguyên nhân, kênh Mẹ Bé Thị Thảo đã thống kê và đưa ra được những nguyên nhân như sau. Thứ nhất đó là về cái cơ thể của bé, cái thể trạng của bé không hấp thụ được hết tất cả các chất dinh dưỡng từ sữa, đặc biệt là lactose. Chính vì vậy nó bị dư thừa và khiến cho bé bị rối loạn tiêu hóa, khó tiêu. Và đấy là một nguyên nhân khiến cho bé bị tình trạng táo bón hoặc là tiêu chảy. Đấy là nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân thứ hai đó là cha mẹ không am hiểu về cách pha sữa cho con. Pha sữa có lạnh, không pha đúng cái nhiệt độ mà đã hướng dẫn trên lon. Tiếp theo là pha sữa có đặc hoặc có loãng. Thì ở trên dòng sản phẩm đã có một cái bảng hướng dẫn bao nhiêu muỗng, bao nhiêu ml, bao nhiêu ml thì bấy nhiêu muỗng rồi, nên các mẹ hãy pha đúng theo cái hướng dẫn như vậy. Rất nhiều mẹ cứ nghĩ rằng mình pha sữa và mình thêm một chút nữa thì sữa thứ nhất là sẽ nhiều chất hơn và con uống như vậy thì sẽ tăng cân hơn. Suy nghĩ như vậy chính là sữa không am hiểu như vậy khiến cho con bị tình trạng táo bón, bởi vì công ty sữa đã nghiên cứu rồi, đã chia tỷ lệ rồi thì chắc chắn rằng cái mức ml cũng như là số muỗng đưa ra trên lon hộp chắc chắn là đã phù hợp với bé rồi, nên các mẹ không cần phải cho thêm nhiều hơn một chút hay bớt đi một chút thì sẽ làm ảnh hưởng tới tiêu hóa của bé và một nguyên nhân đấy sẽ khiến cho bé bị tình trạng táo bón. Tiếp theo, nguyên nhân tiếp theo đó là cha mẹ pha sản phẩm sữa công thức với các sản phẩm chức năng khác như sắt hay canxi hay các thực phẩm chức năng pha lộn tạp chất, hay là pha sữa tươi với sữa công thức mà không theo khuyến cáo của trên hộp, thì đấy cũng là nguyên nhân dẫn đến bé bị rối loạn tiêu hóa, bị táo bón hoặc là bị tiêu chảy. Nên các mẹ lưu ý, sữa công thức đã được nghiên cứu chia tỷ lệ rồi, các bạn hãy chia đúng theo cái bảng đã hướng dẫn, cái bảng hướng dẫn ở trên lon hộp họ đã đưa đến, thì các mẹ cứ làm theo như vậy thì chắc chắn là con sẽ không bị tình trạng táo bón đâu nhá. Tiếp theo đó là do cái quá trình pha sữa cho con, các mẹ đóng nắp không kín, thì khi mà đóng nắp không kín như vậy, oxy vào, côn trùng vào, oxy hóa vào, vi khuẩn vào thì sữa sẽ bị vón cổ, bị ẩm ướt, và khi pha lên cho bé như vậy thì sẽ bị tình trạng táo bón cũng như là ảnh hưởng sức khỏe của bé, mất đi một cái phần nào chất lượng, chất dinh dưỡng ở trong sữa. Vì vậy nên các mẹ cần lưu ý đó là khi pha sữa cho con, nhớ là hãy đóng nắp cẩn thận cũng như là pha một cách vệ sinh nhất, từ bình sữa, lon sữa, tất cả đều phải được rửa và đun nước sôi để không bị vi khuẩn xâm nhập vào làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bé. Một nguyên nhân thứ tư nữa đó là sữa đã hết hạn sử dụng. Rất nhiều mẹ khi đi mua sữa, các mẹ cần phải để ý ngày sản xuất hạn sử dụng ở dưới đáy lon. Thì khi mà mua sản phẩm mình mất tiền mà, mình cần phải tìm hiểu kỹ như vậy để không phải mua phải hàng hết hạn sử dụng. Và sử dụng hàng hết hạn sử dụng thì cũng là nguyên nhân làm cho bé bị táo bón. Một cái nguyên nhân tiếp theo đó là mẹ mua phải sản phẩm sữa giả, sữa hàng nhái, hàng kém chất lượng. Và chắc chắn rồi, mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng thì
bé sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe rất lớn, nhẹ là bị táo bón, ngoài ra thì còn bị những cái bệnh khác liên lụy khác còn nguy hiểm hơn nữa, đó là không chỉ là rối loạn tiêu hóa và táo bón đâu. Rồi cái thứ sáu, cái nguyên nhân thứ sáu đó là khi đối với những bé bắt đầu ăn dặm rồi thì mẹ cần trong bữa ăn của bé, mẹ cần thêm rau xanh vào, thêm chất xơ vào để bé không bị tình trạng táo bón, bổ sung thêm các chất xơ rau xanh. Đấy là sáu nguyên nhân kênh Mẹ Bé Thị Thảo đã đưa đến cho các bạn, chứ không phải do thành phần sữa chứa cái chất gì làm ảnh hưởng tới việc của bé, hệ tiêu hóa của bé bị táo bón đâu. Và sáu nguyên nhân như vậy thì giải pháp ở đâu, là giải pháp như thế nào thì các mẹ cùng theo dõi với kênh Mẹ Bé Thị Thảo để mình đưa lên cho các bạn những cái giải pháp. Cái giải pháp đầu tiên đó là khi mà các mẹ cho con uống sữa công thức thì hãy chọn sữa công thức phù hợp với lứa tuổi của con. Tức là như thế nào? Lon số 1 là dành cho bé từ 0 đến 6 tháng tuổi thì các mẹ cứ dành cho bé từ 0 đến 6 tháng tuổi. Đây là lon số 2 thì dành cho bé từ 6 đến 12 tháng tuổi thì cũng căn đúng cái mức tháng tuổi đấy. Đừng khi ví dụ như đừng dành số 2 cho bé dưới 0 đến 6 tháng tuổi, hay là số 1 dành cho bé từ 6 đến 12 tháng tuổi thì cũng không nên. Sữa đã được nghiên cứu và chia tỷ lệ để với từng độ tuổi thích hợp và cung cấp những cái chất gì rồi, nên các mẹ hãy cố gắng làm theo, hãy làm theo cái chỉ dẫn ở trên sản phẩm và công ty đã đưa ra. Cái thứ hai, cái giải pháp thứ hai là pha sữa cho con thì các mẹ nên pha đúng nhiệt độ và đúng ml trên lon hộp. Thì bảng đã có một cái bảng hướng dẫn như thế này, nhiệt độ bao nhiêu. Với Similac thì nhiệt độ dưới 40 độ C, và chắc chắn là các mẹ đừng pha lạnh quá cho con thì sẽ sữa không bị hòa tan hết và con sẽ bị tình trạng tiêu hóa, bị rối loạn tiêu hóa và bị táo bón. Tức là các mẹ pha đúng ml và số muỗng. Cái nguyên nhân thứ ba đó là không nên thường xuyên đổi sữa cho con. Rất nhiều mẹ ngày hôm nay dùng sữa này cho con không hợp, ngày mai đổi, cứ đổi đi đổi lại như vậy cho bé thì cũng sẽ ảnh hưởng tới cái tình trạng đó là bị táo bón hay bị rối loạn tiêu hóa. Và các mẹ không nên đổi sữa thường xuyên cho con. Cái giải pháp thứ tư đó là chọn các dòng sữa phù hợp với bé. Thì kênh Mẹ Bé Thị Thảo đã đưa đến những cái video nói về các dòng sản phẩm sữa với những bé như thế nào thì dùng sữa nào, để các mẹ có thể chọn được cái dòng sản phẩm sữa phù hợp với con, để cho con không phải dùng những cái sản phẩm sữa, vì là khi mà bé không hợp với sữa thì chắc chắn bé cũng sẽ không lên cân được, bé cũng không hấp thụ được. Vì vậy nên chọn cái dòng sản phẩm sữa phù hợp với con là một cái giải pháp tiếp theo để cho bé vừa tăng cân vừa tốt tiêu hóa và khỏe mạnh. Cái giải pháp thứ năm đó là để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì các mẹ phải đến những cái shop lớn, shop chuyên sữa hay là những nơi chuyên sản phẩm sữa để thứ nhất là họ tư vấn sản phẩm sữa cho các bạn, thứ hai là các bạn sẽ không mua phải hàng giả, hàng nhái làm ảnh hưởng tới sức khỏe con của mình. Giải pháp thứ sáu đến với việc để bé không bị tình trạng táo bón hay rối loạn tiêu hóa, đó là sau khi mở nắp hộp ra thì các mẹ nhớ là phải cẩn đậy nắp kín, để ý đậy nắp kín để không bị không khí vào này, không bị vi khuẩn cũng như là côn trùng bên ngoài vào bên trong lon, làm ảnh hưởng tới chất lượng của bột và làm bột bị vón cục. Làm như vậy thì chắc chắn là bé sẽ bị tình trạng uống sữa và bị táo bón. Đó là nhẹ thôi, nếu mà khi mà sữa bị những cái chất vi khuẩn bên ngoài nó xâm nhập vào thì nó còn dẫn tới những cái hệ lụy và rất nguy hiểm đến sức khỏe của bé nữa. Cái giải pháp thứ bảy đó là khi các mẹ đi mua thì nhớ là xem ngày sản xuất hạn sử dụng ở dưới đáy lon. Cái đấy là cái lưu ý rất nhiều mẹ, vì là nhiều shop họ bán hàng họ không để ý, cũng như là họ cố tình để cái ngày sản xuất hạn sử dụng, vì một lon sữa như thế này cũng không phải là rẻ, mà nếu hết hạn sử dụng thì họ cũng không được công ty nhập lại. Vì vậy nên họ cứ để đấy và họ bán khi các mẹ đến mua và không để ý ngày sản xuất hạn sử dụng, thì đấy là một cái cũng nguy hiểm đối với con khi mà con sử dụng phải sản phẩm hết hạn sử dụng. Giải pháp thứ 8 đó là khi mà bé đã bắt đầu ăn dặm rồi, bé đã bắt đầu từ 6 tháng tuổi trở lên rồi, thì ngoài việc dùng sữa, các mẹ nên cho con dùng thêm rau xanh, dùng thêm những cái chất xơ, các chất ngũ cốc, đặc biệt là như các mẹ Bé Thủy Thảo đã giới thiệu cho các bạn một cái dòng sản
sản phẩm ngũ cốc baby. Thì cái dòng sản phẩm này nó sẽ cung cấp một cái hàm lượng chất xơ cũng như là omega 3, các vitamin để giúp cho bé không bị tình trạng táo bón, kích thích ăn ngon và hấp thụ tốt. Đấy là những cái giải pháp mà mẹ bé Thị Thảo, kênh mẹ bé Thị Thảo đã đưa đến cho các bạn. Đấy, những cái thông tin mà kênh mẹ bé Thị Thảo đã đưa ra thì các bạn có thể khẳng định được rằng, thứ nhất, táo bón không phải là các bạn mẹ sử dụng dòng sản phẩm Similac thì bé bị táo bón. Bất kỳ dòng sản phẩm sữa nào mẹ không pha, không theo hướng dẫn và chọn những cái sản phẩm kém chất lượng thì chắc chắn là con cũng bị rối loạn tiêu hóa và bị táo bón rồi. Đấy, nên các mẹ lưu ý điều đấy. Và kênh mẹ bé Thị Thảo đã chia sẻ xong cho các bạn những cái bí quyết cũng như là nguyên nhân và giải pháp rồi. Và trẻ mong là những cái chia sẻ này sẽ giúp cho các mẹ chăm sóc con một cách tốt hơn cũng như là giúp cho con ngày càng phát triển hơn nữa. Cảm ơn tất cả các mẹ đã theo dõi kênh mẹ bé Thị Thảo trong suốt thời gian vừa qua cũng như theo dõi hết video này. Hãy cho kênh một nút like cũng như nút đăng ký để ngày càng kênh phát triển hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.